chứng khoán họ nghĩ là một cuộc trò chơi, cho nên là cái chuyện được chăng hay có đấy là một cái chuyện hết sức bình thường. Bởi vì là một trò chơi thì có thắng có thua. Và khi nghĩ đến trò chơi thì được thì bạn có tiền và thua thì bạn mất tiền, đúng không ạ? Đây là một cái suy nghĩ mà tôi nói rất là lệch lạc. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu các bạn, tôi là Thái Phạm. Tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề. Chủ đề này nó là chủ đề khi nghĩ tới chứng khoán thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chơi chứng khoán hay là chúng ta đầu tư chứng khoán. Khái niệm chơi chứng khoán hay khái niệm đầu tư chứng khoán khác nhau như thế nào và khác biệt ra làm sao? Thì sự thật là trước khi bạn tiếp tục và cùng với tôi tham gia vào chủ đề này, cùng trao đổi về chủ đề này, thì tôi muốn nói với các bạn rằng nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thông tin của tôi, thì hãy đăng ký, nhấn vào nút chuông và đăng ký kênh thông tin của tôi để bất cứ khi nào tôi có những video về đầu tư chứng khoán, về đầu tư tài chính, về đầu tư phát triển cá nhân hay đầu tư cho sự nghiệp kinh doanh của bạn thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Và quay trở lại cái chủ đề này, có nghĩa là chúng ta đầu tư chứng khoán hay là chúng ta chơi chứng khoán, thì thực sự là thị trường chứng khoán Việt Nam các bạn biết rồi, đây là một cái thị trường rất là non trẻ. Thị trường này mới có cái tuổi đời khoảng 19 năm và có rất là nhiều người so sánh thị trường chứng khoán Việt Nam với lại thị trường chứng khoán Mỹ. Thực tế ra thì thị trường chứng khoán Mỹ hay là thị trường chứng khoán London thì đã tồn tại rất là lâu, vài trăm năm, cho nên lịch sử hình thành của nó đã phát triển rất là vượt bậc rồi. Và ngày hôm nay trong một cái khuôn viên rất là đẹp ở một cái resort thì tôi có trao đổi với các bạn về chủ đề này, bởi vì là có khá là nhiều những cái bạn nhắn tin cho tôi nói rằng là anh ơi, bây giờ anh phím cho em một con hàng để em chơi, em thay đổi nhà cửa xe cộ và em có thể kiếm được nhà cửa xe cộ được hay không anh. Và rất là nhiều người chơi chứng khoán, họ dùng cái từ chơi chứng khoán, họ chơi theo thuyết âm mưu, rồi họ chơi theo tin đồn, rồi họ nghĩ rằng là họ có thể làm các cái câu chuyện liên quan tới việc họ làm cái cổ phiếu như thế nào. Họ nghĩ tới việc là họ làm, họ không có định giá, mà chủ yếu ở đây là họ dùng những cái thông tin mà họ có để họ mua bán cổ phiếu. Tôi nói thí dụ như này, có nhiều người nói với tôi rằng là anh ơi, em biết cái con cổ phiếu này là cái con cổ phiếu mà ông chủ tịch của công ty đấy nó sẽ phát hành, nó sẽ phát hành chiến lược cho nhà đầu tư nước ngoài, rồi nó sẽ phát hành chiến lược riêng lẻ, cho nên em nghĩ rằng em có thể chơi cổ phiếu này và em có thể kiếm được bộn tiền từ cổ phiếu này để từ đó em đổi nhà và đổi xe. Và họ cũng nói rằng là em quen biết cái người chủ doanh nghiệp này, cho nên những người chủ doanh nghiệp này là những người mà em có thể đầu tư, đầu cơ hay là chơi được. Thì họ cũng không phân biệt được khái niệm giữa chơi chứng khoán và đầu tư chứng khoán khác biệt như thế nào. Tuy nhiên trên thực tế thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là phần lớn những người nghĩ tới chơi chứng khoán thì chứng khoán họ nghĩ là một cuộc trò chơi, cho nên là cái chuyện được chăng hay có đấy là một cái chuyện hết sức bình thường. Bởi vì là một trò chơi thì có thắng có thua. Và khi nghĩ đến trò chơi thì được thì bạn có tiền và thua thì bạn mất tiền, đúng không ạ? Đây là một cái suy nghĩ mà tôi nói rất là lệch lạc. Bởi vì phần lớn trên thị trường thì chúng ta thấy một điều là 95% hoặc là nói hơi quá là 95%, nhưng khoảng độ 90% những người là trong ngắn hạn sẽ bị mất tiền. Và trong ngắn hạn thì chỉ có khoảng độ tầm 10% những người thực sự là chơi chứng khoán, trading cổ phiếu có thể có lời mà thôi. Còn phần lớn những người mà giàu có lên từ thị trường chứng khoán, họ là những người đầu tư chứng khoán và họ là những người mà nghĩ tới chứng khoán là nghĩ đến một cái cuộc chơi, một cái canh bạc. Tôi nói cuộc chơi ở đây là cái cuộc chơi trong ngoặc kép, nó cũng phải là canh bạc, nhưng nó là một thứ, nó là một thương vụ lâu đời, lâu dài về cái việc là họ nghĩ tới chứng khoán. Và phần lớn là trên thị trường chứng khoán có một câu rất là hay, đó là những người mà chứ không ở nơi đâu trên thị trường chứng khoán mà đặc biệt là phố Wall mà lại có nhiều những chuyên gia về thị trường tài chính. Những người mà đi xe Lamborghini hoặc đi xe Maserati hoặc là đi xe Bentley thì lại nghe lời khuyên của những người đi tàu điện ngầm. Ở Việt Nam thì là những người đi xe hơi sang chảnh nhà giàu thì lại đi nghe những người đi xe gắn máy. Và có rất là nhiều chuyên gia trong thị trường tài chính.
và đặc biệt là thị trường chứng khoán nữa thì có là rất nhiều chuyên gia rồi. Và thông thường những người nghĩ tới chứng khoán là nghĩ đến cuộc chơi, thì chỉ sau một thời gian rất là ngắn là họ bị mất tiền, họ cảm thấy chán nản và thời gian thì cứ trôi đi, tài sản thì cứ mất và tâm sức thì cũng mất luôn và họ không được cái gì cả. Vậy thì một thời gian như vậy thì họ sẽ cảm thấy gì? Họ cảm thấy rằng là cái tư duy của họ bị bào mòn, họ cảm thấy rằng là cái tâm ý của họ bị hao tổn và họ nói rằng ôi cái cuộc chơi này là thật là ma mãnh, cái cuộc chơi này thật là nhiều những cái vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Rồi những nhà tạo lập ở đây là những nhà tạo lập mà nói thật với các anh chị rằng là họ quá nhiều manh mún, cái mánh khóe và tôi không thể chơi được trong thị trường như vậy, và họ rời bỏ chứng khoán và họ mất tiền. Thì các bạn thấy cái câu chuyện như vậy là câu chuyện mà nó tương đối là thông thuộc và quen thuộc ở trên thị trường, phải không ạ? Và chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà chúng ta tiếp cận với thị trường chứng khoán mà chúng ta nghĩ tới chứng khoán là nghĩ tới một cái việc nó ngắn hạn như vậy, cái tư duy của chúng ta nghĩ ngắn hạn T+3, T+7 hay là nghĩ trong vòng 1 tháng, 2 tháng các bạn có thể ăn được thiên hạ, kiếm được nhiều tiền, thì cái cuộc chơi đấy nó không lâu dài. Và khi mà nó ăn vào tiềm thức của mình rồi ấy, thì mình nghĩ chứng khoán không khác gì một canh bạc. Đồng ý rằng Edward Thorp và rất là nhiều những nhà đầu tư lỗi lạc họ nghĩ tới chứng khoán đến phố Wall là một sòng bạc vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng tất cả những sòng bạc nào thì nó đều phải có một cái luật chơi. Và luật chơi, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang đi chơi thì bạn sẽ mất tiền. Và đầu tư chứng khoán nó thực sự là một cái nghề nghiệp nghiêm túc hay là một ngành công nghiệp kinh doanh nghiêm túc. Và bạn để thành công trong thị trường chứng khoán thì bạn phải thực sự nghĩ chứng khoán là một công cuộc đầu tư hay là một thương vụ kinh doanh của bản thân mình. Khi bạn nghĩ rằng chứng khoán là một công việc đầu tư hay là một thương vụ kinh doanh mà bạn cần phải dồn hết tâm sức của mình, phải tìm hiểu nó và tìm hiểu ngọn ngành những cái lý thuyết, những hệ thống giao dịch về nội tại của cổ phiếu, nội tại của doanh nghiệp, những câu chuyện liên quan đến thị trường chung, những câu chuyện liên quan đến cái doanh nghiệp thì bạn mới có thể chiến thắng được. Và tôi xin trích một cái câu nói rất là hay của thầy tôi là Phil Tao, từng là một người chèo thuyền trên sông Colorado và một người rất nghèo, chỉ sống với lại $4,000 và sống trong túi ngủ vô gia cư. Nhưng mà nhờ chứng khoán ông đã thay đổi cuộc đời của mình, và ông là tác giả của hai cuốn sách, đó là Payback Time, Ngày Đòi Nợ mà Happy Life của tôi đã ấn bản, hoặc là Quy Tắc Số 1. Thì ông nói rằng là những người theo chủ nghĩa hoài nghi á, thì sẽ nghĩ rằng là chúng ta không thể biết những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp, đó là bởi vì là họ không biết cách đầu tư. Và chúng ta cứ tiếp tục mong muốn rằng là những người như thế họ cứ tiếp tục tin vào niềm tin là họ không biết về doanh nghiệp. Và các trường học cũng dạy về chuyện đó, để mà chúng ta có cái cơ hội để mua cái cổ phiếu của cái doanh nghiệp tuyệt vời với giá cả hợp lý khi mà thị trường on sale, tức là một sự kiện nào đó xảy ra. Mà như trong một cái video tôi nói về cái chuyện là cách chúng ta sẽ chọn lựa cổ phiếu như nào, tức là mang xô vàng ra hứng, mang xô khi mà hứng vàng khi mà có sự kiện xảy ra chẳng hạn. Và bất cứ ai khi tham gia thị trường tài chính, đặc biệt là tham gia vào thị trường cổ phiếu, thì phải trang bị cho mình những cái kiến thức mà thông qua sách vở, thông qua những video mà các bạn xem, những video này của tôi chẳng hạn, hoặc những video của người khác, để bạn học về cái tư duy giao dịch, đúng không? Học về cái hệ thống giao dịch và bạn ứng dụng nó vào trong thực tế. Và thực tế ra thì bạn phải làm một cái việc này hết sức là bài bản. Và cho dù bạn là ai, cho dù bạn đã có chuyên môn gì, và rất nhiều học viên của tôi trong lớp công phu chứng khoán của mình, họ đến từ những cái chuyên ngành rất khác nhau, như là bất động sản, như là môi giới chứng khoán, hay là những người chủ doanh nghiệp, hoặc là những người đang quản lý của doanh nghiệp, hay là những người nhân viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ B2C tức là Business to Consumer, hay là B2B là Business to Business, hay là họ là những người làm những công việc là Business to Government, họ bán những cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa của họ cho chính phủ. Thì họ là chuyên gia của những lĩnh vực đó, nhưng không có nghĩa rằng họ là chuyên gia của lĩnh vực chứng khoán. Và để trở thành chuyên gia của lĩnh vực chứng khoán thì họ phải học. Mà việc họ học đó là việc không thể tránh khỏi. Học và tái tạo lại bản thân, dẹp bỏ qua cái tôi đã biết của mình, đưa mọi thứ về con số 0, đặc biệt là về kiến thức chứng khoán thì bạn phải đưa nó về con số 0, và bạn bắt đầu hấp thụ những tư duy, những suy nghĩ, những thói quen thành công của những người đầu tư chứng khoán thành công. Và họ học những cái tư duy, không những là tư duy mà còn là hệ thống giao dịch của những người chơi chứng khoán thành công, thì chúng ta mới có thể là thành công được.
Và nếu bạn không chuẩn bị, bạn không sẵn sàng cho những chuyện đó, tức là bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại rất là lớn lao. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là đối với lại thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán, đừng bao giờ, tôi nói với các bạn là đừng bao giờ nói tới thị trường chứng khoán và bạn nghĩ rằng nó là một cái thị trường dành để chơi. Thị trường dành để chơi là thị trường dành cho những kẻ nghiệp dư, những người mà may mắn kiếm được một chút tiền nhờ thị trường có thể là đang thuận lợi và kiếm được chút tiền mà không biết là tại sao mình kiếm lại được tiền. Thì mình phải thực sự nghĩ rằng là vậy thì mình phải tìm hiểu đến nơi đến chốn về cái chuyện này. Và tôi chia sẻ với bạn một cái công thức của tôi, đó là cái công thức về nỗ lực cộng với lại hành động bằng cái kết quả. Tức là bạn hiểu rằng trước khi có một cái chuyện là đầu tư chứng khoán thì bạn phải có một tư duy đúng đắn mà tôi hay gọi là hệ thống MM, tức là hệ thống của tôi là gồm có mindset này, methodology, đúng không? Và cái cách chúng ta MMA, tức là risk control, kiểm soát, hệ thống của tôi nó gọi là MMAR ấy, là mindset, là tư duy đúng, đúng không? Hai là phương pháp giao dịch đúng. Thứ ba đó là chúng ta kiểm soát cái rủi ro của chúng ta. Và chúng ta ai hỏi rằng chúng ta sẽ kinh doanh cái cổ phiếu thuộc ngành nghề nào, đúng không? Câu hỏi số 1 là kinh doanh cổ phiếu thuộc ngành nghề nào, khi nào và lúc nào, đúng không? Đấy là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2 của các bạn đó là làm thế nào để kinh doanh và biết rằng chúng ta đang kinh doanh hay đầu tư đúng vào cái thị trường cổ phiếu hay là doanh nghiệp và ngành nghề đó. Câu hỏi thứ 3 đó là tại sao chúng ta lại nên đầu tư vào cái cổ phiếu đó, doanh nghiệp đó và ngành nghề đó. Nó có những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và những thách thức nào đối với ngành nghề đó, doanh nghiệp đó, và cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đó như thế nào. Thì khi mà các bạn làm được như vậy thì tôi mới nói với các bạn rằng là các bạn mới thực sự là những người mà đầu tư cổ phiếu và kinh doanh cổ phiếu thành công. Và bạn biết đó, trong chứng khoán thì ông Charlie Munger hay là ông Warren Buffett, ông nói rằng là chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh của con người, không có quyết định đến sự thành công của việc kinh doanh và đầu tư cổ phiếu, mà chính là ở cái kinh nghiệm, sự khả năng chịu học hỏi, bỏ cái tôi và bạn học rất là nhiều lần. Tôi nói ví dụ trên thực tế là đã có những người có chỉ số IQ rất cao như ông Isaac Newton chẳng hạn, cũng không thành công khi kinh doanh và đầu tư cổ phiếu, là bởi vì cái cảm xúc, cái sự sợ hãi, cái tôi và những cái sự tham lam nó lấn át những cái quyết định về đầu tư cổ phiếu của mình. Và cuối cùng, trước khi tôi kết thúc cái video này, tôi nói với các bạn rằng là công việc đầu tư cổ phiếu là một công việc rất là gam go và nó không có khái niệm gọi là cái nghề mà việc nhẹ lương cao, hay là cái nghề này rất là đơn giản. Đầu tư cổ phiếu, kinh doanh cổ phiếu, đấy là một nghề đòi hỏi sự nghiêm túc về đầu tư, và đầu tư về trí tuệ, về mindset, về phương pháp và phải khả năng kiểm soát rủi ro. Bạn hãy kết thân với những người đầu tư thành công khác. Bạn hãy đọc sách của họ, do sách của họ biên dịch hay là sách của họ viết ra. Và bạn hãy chơi với tất cả những người có kinh nghiệm trên thị trường, hoặc là theo dõi những cái hành động của những cái con cá lớn, những con voi trên thị trường, để bạn xem biết là cái xu hướng di chuyển của cái con voi đó đi về đâu, để bạn học hỏi họ. Và khi đó thì bạn nghĩ rằng lúc đấy bạn mới có thể tập tễnh bước ra bên ngoài và trở thành một người kinh doanh cổ phiếu hay đầu tư cổ phiếu thành công được. Và khi xem đến đây thì tôi nghĩ rằng bạn là một người rất là khao khát thành công, và đặc biệt là khao khát thành công với lại đầu tư về tài chính, đầu tư về cổ phiếu. Và thực sự tôi nghĩ rằng video này của tôi sẽ hữu ích cho bạn. Và nếu bạn xem video này hữu ích mà chưa đăng ký kênh thông tin của tôi, một lần nữa tôi khuyến nghị bạn hãy subscribe kênh thông tin của tôi, đăng ký kênh thông tin của tôi và nhận vào nút chuông, để bất cứ khi nào tôi có một video mới về phát triển bản thân, về đầu tư tài chính và về đầu tư cho sự nghiệp kinh doanh của bạn thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Và tôi xin chúc bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.